Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ cầu trục 1,5 tấn. Dòng cầu siêu bền, sử dụng na răng 5 ốc. Kết cấu của trục 5 ốc thì đây. Đây là cái kết cấu của trục 5 ốc thì các bạn xem những cái dòng trục cầu khủng ấy thì nó dùng vòng bi đôi ở hai đầu cầu. Rất là khỏe. Con này thì có công suất là 72V, 3000W, có loại 3000, 4000 và 5000W. Đấy. Cái này thì nó sử dụng phanh dầu. Mâm dừng là 220. 5 ốc tiêu chuẩn. Cầu thì có hai tần số nhanh và tần số mạnh. Đấy. Có phanh tay và dây phanh tay đi theo bộ. Đấy. Đây là bộ cần số, còn đây là con điều khiển. Cái này thì có loại 1m1 và 1m2. Có cả loại 1m3, 1m4 và 1m5. Đấy. Không có loại ngắn. Loại ngắn thì dòng cầu khác, bên mình không làm dòng cầu ngắn vì cầu này cầu khỏe cho nên mình không làm cầu ngắn. Cầu này thì nguyên cây cầu đã có trọng lượng là khoảng 58kg gì đó. Cái này tí mình sẽ cân lên. Mình có hình ảnh trong cuối video cho các bạn. Đấy. Đây. Phần dây chỉnh số thì rất là dễ dàng sử dụng. Nắp vào đây. Đấy. Và điều chỉnh các cái số nhanh chậm rất là dễ dàng. Dòng này là hiện tại đang là dòng cầu to nhất bên mình có. Đây, hộp số rất là to. Đấy. Rất là khủng khiếp luôn. Mọi chi tiết đặt hàng có thể liên hệ qua 0983 818 955. Mọi thắc mắc về giá thành có thể trao đổi ở phần comment hoặc là Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình. Bộ này thì có thể đi kết hợp với nhíp 2 tầng và bánh 500-12. Các bạn chở hàng nặng có thể đi bánh đôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.